Cái này là combo. Và bên detox chính hãng người ta bán với giá niêm yết 380.000 cộng 360.000 là 740.000. Thì đây là hàng chính hãng và giá niêm yết không bao giờ thay đổi. Bao năm nay họ không thay đổi. Có cái gì để phải thay đổi đâu, bán rất là tốt, rất là chạy hàng và thường xuyên cháy hàng luôn. Thế nhưng có nhiều nơi họ bán hàng giả. Họ bán với cái giá rất là buồn cười. 500 một combo là hai cái sản phẩm này. Rồi có những nơi họ bán với giá 350.000, 360.000, 370.000 một combo. Thế tính ra có hơn 100.000 một cái lọ này. Thì nó là cái hàng gì trời ơi, Hương không biết được luôn á. Nên nhà mình lưu ý giúp cho Hương nhá. Giá niêm yết combo hai sản phẩm của Detox Black bao gồm Detox Mask và cái serum collagen đó, trắng da đẹp da trị mụn trị nám trị tàn nhang của Detox Black, có giá niêm yết là 740.000, cái này 380.000, cái này 360.000, hai cái cộng vào 740.000, ok chưa? Và Hương cũng chia sẻ luôn này, Detox có đại lý không? Hương trả lời luôn, có rất nhiều đại lý. Đương nhiên một cái thương hiệu, một cái sản phẩm, một combo tuyệt vời như này thì chắc chắn là rất nhiều nơi họ nhòm ngó, họ muốn kinh doanh. Đấy là những nhà kinh doanh thông thái và thông minh, vì họ biết lựa chọn sản phẩm tốt để họ kinh doanh, họ kiếm lại cái nguồn thu nhập cho mình, mang lại cái lợi nhuận cho mình. Thì Detox Black có đại lý chứ không chỉ đơn giản là họ không có đại lý nào cả. Hương trả lời là có đại lý, có rất nhiều đại lý, nhưng Hương không biết là đâu với chính là đại lý thật của Detox Black và đâu là cái nơi không phải là đại lý và họ thường xuyên bán hàng giả. Nhưng Hương nói rằng là Detox Black có đại lý, và đương nhiên những đại lý mà chuẩn chỉ của Detox Black, họ nhập hàng chuẩn của Detox Black thì họ sẽ bán cho bạn hàng chính hãng, hàng chuẩn như là hàng Hương đang cầm trên tay đây. Livestream này với mục đích là sẽ hướng dẫn cho nhà của mình cách phân biệt hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Mình sẽ phân biệt thật giả như thế nào khi mà mua các sản phẩm của Detox Black. Rồi khi mà mình mua sản phẩm của Detox Black, mình sẽ thấy là cái mã QR này nó nằm ở bên góc bên trái của cái hộp sản phẩm ở trên cái hóa đơn này nè. Thì mình chỉ cần là mang theo một chiếc điện thoại có ứng dụng Zalo thôi là mình có thể kiểm tra được là cái sản phẩm này có phải là hàng chính hãng hay không rồi á. Với cái hộp sản phẩm này á thì cái mã QR này mình có thể kiểm tra bằng cách là sử dụng ứng dụng Zalo ha. Mình sẽ vào ứng dụng Zalo. Đây, mình vào ứng dụng Zalo nha. Và mình sẽ vào cái nút mà có bốn hình ô vuông ở đây nè mọi người. Đó, bốn hình ô vuông ở đây. Mình nhấp vào thì mình nhìn phía bên trên nó sẽ có cái biểu tượng của mã QR đúng không ạ? Các nhà thấy đúng không ạ? Đây, biểu tượng này thì mình cũng nhấp vào luôn. Rồi, bây giờ sau khi mình nhấp vào thì mình chỉ cần là đưa cái camera này vào cái mã QR trên cái hộp sản phẩm của mình thôi ha. Đây các nhà. Đó. Bây giờ là sẽ hiện lên cái link của cái thông tin của mình mua. Bây giờ mình sẽ nhấp vào đồng ý để xem là trong đây có những cái thông tin đúng với lại thông tin của mình hay không. Nếu như mà đúng với tất cả những cái thông tin của mình thì coi như đây là mình mua đúng cái thương hiệu sản phẩm chính hãng. Còn nếu như mà những cái thông tin này không chính xác ấy, thì có nghĩa là mình mua nhầm một cái nơi mà bán hàng giả hàng nhái rồi ha. Đây mình đồng ý để xem thông tin ở trên đây nó sẽ ghi cái gì nha. Đó, khi mà mình nhấp vào nè thì trên đây sẽ có là thông tin từ website của Detox Black kiểm tra đơn hàng chính hãng. Rồi ở dưới đây mình sẽ thấy là tên của thông tin người bán nè, công ty Việt Mỹ Cosmetics, cả số hotline và địa chỉ luôn. À, cả số hotline và địa chỉ. Rồi, sau đó là ở dưới đây sẽ là thông tin của đơn hàng. Thông tin đơn hàng là gì? Thông tin của mình ấy, mình mua thì sẽ có là họ tên, số điện thoại, địa chỉ của mình ở đây luôn để mình xem là có chính xác hay không. Rồi, ở dưới đây là chi tiết đơn hàng. Ví dụ như mà mình đặt mua một combo là mask thải độc và peel độc đề thì sẽ có chi tiết đơn hàng của mình ở đây. À, nếu như mà cả nhà khi mà mình mua hàng, mình thấy là cái mã QR sau khi mà mình check bằng Zalo á, mình thấy là những thông tin ở trên đây nó không phải là thông tin của mình, không chính xác với thông tin của mình thì có nghĩa là gì ạ? Đây không phải là cơ sở sản xuất, cơ sở chính hãng của Detox Black, cho nên là chúng ta sẽ không nhận hàng với những cái sản phẩm mà khi mà mình check mã QR không đúng với thông tin của mình. Đó. Còn nếu như mà cả nhà check thông tin từ mã QR này và mình thấy là đây là thông tin chính xác, đầy đủ của mình, thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà, cách thức, thông tin đơn hàng mình đặt những cái gì có đầy đủ ở trong đây thì mình hoàn toàn có thể yên tâm, hoàn toàn có thể yên tâm và nhận hàng. Xin chào buổi tối các chị, mình là Vũ Văn Hạnh, chủ cửa shop Thành Nhật, và hôm nay Hạnh sẽ quay cái video này để hướng dẫn cho các chị cách mình kiểm tra hàng khi mà mình nhận hàng. Thường các công ty vận chuyển giao hàng tới thì hàng của những cái đơn vị bán hàng chính hãng Detox Black ấy đều có cái hộp và cái hóa đơn bán hàng như vậy này. Nó ghi rõ hóa đơn bán hàng này. Trên góc này là thông tin những người bán hàng cho các anh chị này. Thứ hai chỗ này nó có là kiểm tra hàng chính hãng, cái mã này là QR này mình dùng Zalo để mình quét này. Đây là thông tin của mình này, xem có đúng hay không này. Và quan trọng là mình dùng Zalo mình quét cái này. Bây giờ mình sẽ vào Zalo. Vào Zalo, em ra từ đầu em vào Zalo, ứng dụng Zalo. Các chị nào chưa có ứng dụng Zalo thì search này, đây là ứng dụng Zalo này. Mình vào Zalo rồi các chị nhìn góc bên phải có nút cộng này, rồi có chữ quét mã QR này. Đó, khi mình ấy thì mình bắt đầu mình đưa cái camera vào cái chỗ mã QR thì nó ra cái thông tin này, mở cái đường link này của detoxblank.com này thì mình bấm vào đồng ý nha. Mình đồng ý thì nó lắp một cái trang web ra. Đồng ý hoặc có là tùy từng máy. Đồng ý hoặc có là tùy từng máy. Lắp một cái trang web ra thì nó có thông tin người bán này, nơi bán cho mình shop khởi nghiệp này, thông tin của mình có đúng không, thông tin đơn hàng của mình có đúng không này. Đó, thì tất cả hàng chính hãng đều quét ra và tất cả hàng bên Hạnh xuất đi những cái nơi bán hàng chính hãng đều phải xuất ra được như vậy, còn nơi nào mà không xuất được như vậy thì các chị để ý lại nhé, chứ chắc nó đã hàng chính hãng nhá. Đó. Đồng bấm đồng ý này, hoặc là có này, nó loát ra này. Trường hợp gọi là lâu lâu nếu mà hàng nó không loát ra thì cái trường hợp cách thứ hai đó là như được trước ảnh của chị là mình search cái số điện thoại vào cái ô này này. Thật là tình cờ đang quay video mà có feedback của khách hàng gửi tới, mới dùng mà lại một lần là thích quá, cảm ơn shop, cảm ơn chị nhá. Số của chị này này, 0986 này, 986 này, 654 này. Tên là chị Trần Thị Ngọc Hiếu này. Này, search cái số điện thoại của chị này, nó search này, nó ra này. Cảm ơn bạn đã mua hàng chính hãng này. Xem thông tin người có phải Trần Thị Ngọc Hiếu không?
thông tin người mua và Trần Thị Ngọc Hiếu không? Đó, chính xác luôn nhá. Đó, như vậy thì mình hoàn toàn yên tâm này. Tại vì cái này mình có thông tin trên website của công ty thì mình dùng sản phẩm được công ty người ta bảo vệ cái quyền lợi cao nhất của mình, và đặc biệt là nhà phân phối nào nếu bán hàng chính hãng đều phải xuất được cái hóa đơn này để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đây là hàng ca tối của bên mình này, một ngày bên mình xuất đi hàng trăm đơn đều đặn mỗi ngày này. Anh chị cần mua hàng thì liên hệ bên mình nhá. Bên mình là shop khởi nghiệp, địa chỉ 40/23 Bầu Cát 2, phường 14, quận Tân Bình này. Đây là phía trước shop của mình này, để trước mình có quay một lần này. Số điện thoại này 0902441339 này, 0962696939 này. Chia sẻ video để giúp hàng trăm phụ nữ Việt không bị hàng giả lừa mỗi ngày. Bình luận hoặc inbox ngay để được mua đề tóc blend chính hãng. Trong tháng này hiện đang có chương trình khuyến mãi mua một combo sẽ được tặng một chai sữa đậu mặt. Cảm ơn các chị đã coi video.